Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà nằm ở đường Lê Đình Cẩn, ngay chợ Lê Đình Cẩn. Chủ nhà vừa giảm giá ha, từ 4 tỷ 6 xuống còn 4 tỷ 350 triệu. Căn nhà này có địa chỉ là 257/15/11C, đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này có kích thước ngang 4m và chiều dài là 12m. Nhà có kết cấu một trệt ba lầu, có mái che thang, có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Căn nhà này chủ kêu bán với giá là 4 tỷ 350 triệu nha. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên. Nhà có hẻm trước nhà là 5m, nhà có hướng chính là hướng nam ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review cho cô chú chị bạn xem lại căn nhà này nha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì hãy đăng ký kênh. Và nếu thấy bạn bè mình có nhu cầu tìm mua nhà thì hãy chia sẻ cho họ cái video này để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Xem xong hết video nhớ like, bấm like ủng hộ Vũ Hồng ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này ngoài đường vô trong cho cô chú chị bạn xem ha. Mời cô chú chị. Rồi hôm nay Vũ Hồng sẽ review lại cho cô chú anh chị bạn xem cái căn nhà này. Chủ kêu từ 4 tỷ 6 này, chủ giảm còn xuống 4 tỷ 350 ha. Một trệt 3 lầu nha, ngang 4 dài 12, một trệt 3 lầu ha. Đó, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời luôn. Hẻm 257 sàn 15 nè. Đó, căn nhà cao nè ha. 4 tỷ 350 sổ hồng ký công chứng sang tên, có hệ thống năng lượng mặt nước nóng năng lượng mặt trời luôn ha. /15/11C, đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, căn nhà này nè, một trệt ba lầu với cái mái che thang. Đó, hẻm thì hẻm ô tô ha, hẻm ô tô vô tới nhà luôn nha. Đó, nhà mình cao hơn hẻm là khoảng 5 tấc nha cô chú anh chị. Đó, nhà đúc bê tông cốt thép luôn ha. Phòng trước phòng sau phòng thang ở giữa ha. 4 tỷ 350 triệu nha. Đi lên lầu ha. Đó, ngoài có lớp cửa sắt nè. Bên trong là cửa sắt kính luôn. Rồi dài phía sau luôn. Hôm lúc trước là kêu 4 tỷ 6, nay giảm xuống còn 4 tỷ 350 triệu. Tủ gỗ, mặt bếp bằng đá hoa cương, mặt bên trong bằng kính cường lực. À, vệ sinh bên trong ha. Rồi đây khu vực nhà bếp của mình đây ha, nhà bếp của mình đây. Ở đây là khu vực phòng khách phía trước của nhà mình nè. Nhà mình có cái sân để trước để được mang 2-3 chiếc xe phía ngoài sân nha. Đó, cầu thang thì ta vịn gỗ, mặt bên bằng kính cường lực, mặt đi bằng đá hoa cương ha. Nhà thì một phòng trước một phòng sau. Phòng sau nè, phòng sau có cái cửa sổ. Đó, cửa sổ ra ngoài. Đó, nhà tường nhà thì chủ nhà dán cao lên hết rồi ha, cao 1m6 rồi. Phía sau là cái kho, cái chành ha. À, cái chành này sản xuất nhang. Còn ngoài kia là chợ. Cái lạnh rỡ đi rồi ha. Giờ đi chỗ khác rồi. Cửa nhà là xài bằng cửa gỗ nha, gỗ cắm xe ha. Gỗ này gỗ cắm xe. Rồi phòng trước nè. Hai phòng thì sử dụng chung một nhà vệ sinh ha. Hai phòng sử dụng chung một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng dán tường cao lên 1m8 rồi. Nước nóng năng lượng mặt trời tới từng phòng luôn nha. Nó cửa phòng mình là bằng cửa gỗ ha, gỗ găm xe nha.
mấy máy lạnh rồi anh gỡ đi hết không anh? Gỡ chứ. Gỡ hết, màn thì để phải không? Đúng rồi. Màn thì để nha cô chú anh chị. Đây ban công phía trước nè. Đó, ban công phía trước thì khá rộng ha. Đó, ban công thì rộng, phía ngoài cái sân là chủ lợp bằng được bằng ngói nha. Đó, cái ban công thì rộng ha, ban công ra được khoảng 1 mét. 1 mét, tay bằng inox 304 và mặt dưới bằng kính cường lực. Cửa này là cửa sắt nha. Cửa sổ cũng bằng cửa sắt luôn. Ủa không phải, bằng kính cường lực. Cửa sổ bằng kính cường lực ha. À, có CB riêng cho từng tầng hết, từng phòng hết nha cô chú anh chị. Đó, CB của riêng từng tầng và từng phòng có riêng hết luôn nha. Rồi để lầu quay nhanh thoáng qua thôi cho cô chú anh chị bạn, nó cũng giống nhau à. Hả? Cầu thang thì tay vịn gỗ mặt đi bằng đá hoa cương ha. Tay vịn gỗ là mặt đá hoa cương, cũng phòng trước phòng sau. Đây là CB tổng của nguyên tầng. Đó, đây là phòng phía sau nè. Phòng phía sau thì chủ nhà làm phòng làm việc. Thì tường nhà dán cao lên 1m6 nha. Cửa phòng là bằng cửa gỗ. Đó, sau thì cũng có cái cửa sổ. Đó, cửa sổ có song sắt bảo vệ luôn ha. Phía sau mình là cái kho. Hình như là chỗ này là chỗ sản xuất nhang phải à? Sản xuất nhang. Ngoài kia là chợ Lê Đình Cẩn ha. Rồi. Ống đồng máy lạnh là có sẵn về mình lắp vô mình xài thôi nha. Chủ nhà tháo máy lạnh đi để gắn vào nhà mới rồi. Đây phòng phía trước nè. Đó, phòng phía trước cũng là cửa phòng là cửa gỗ. Không, cửa này là cửa nãy là cửa gỗ, cái này là cửa nhôm. Nhôm giả gỗ. Mỗi một tầng là có một nhà vệ sinh để sử dụng chung hết. Hệ thống nước nóng bằng lượng mặt trời có từng phòng hết luôn ha. Đây phòng phía trước nè, cũng dán tường cao lên 1m6 rồi ha. Ở đây thì điện của nguyên cái tầng phía trước nè, phòng phía trước nè, có CB riêng luôn ha. Phía trước mình có cái bãi giữ xe, cô chú chị bạn nào muốn đậu xe thì có bãi đậu xe phía trước ha. Đó, hẻm trước nhà là hẻm 5m nha, ban công ở dưới cũng giống như vậy luôn ha. Đó, có cửa sổ của ban công, cửa đi ngoài là cửa sắt nha. Đó, hẻm 257 sạc 15 nè. Hẻm 5m ha. Nó máy gối đều trang nhau hết luôn nha. Đợi anh xuống luôn đi. Rồi, cô chú anh chị bạn ngắm lại cái phòng này nè, rồi đi nhanh lên lầu để cho mình xem lên lầu các mình đi. 412 nha, hướng nam là sân đông một ít thôi. 257 sẹt 15, sẹt 11, hồi nãy 11 gì đó, 11D ha. 11C. Nhà là có giấy chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ hết nha. Ở trên đây chủ nhà làm máy đúc nè, chủ nhà làm cái giếng trời nè, tấm sáng nè, có song sắt bảo vệ lại luôn. Đó, lầu 3 nha. Bây giờ mình lên lầu 3 nha cô chú anh chị. Rồi lên lầu 3 ha. Lầu 3 phòng trước với phòng sau. Đây. Rồi phòng phía sau trước nha. Ở đây chủ nhà làm sẵn cho mình chỗ để máy giặt, máy sấy đồ đầy đủ, cấp nước, thoát nước đầy đủ hết rồi ha. Phá kỹ là nhìn lộ phía sau trống. Rồi ok, ở phía sau đây cô chú anh chị bạn có sân thượng phía sau này ha. Đó, có sân thượng phía sau này ha, cái sân phía sau. Và ở trên đây là lợp bằng tôn. Còn cái này là đi lên trên. Đi lên trên là cái máy đúc ở trên nè. Đó, cái máy đúc lên trên nè cô chú anh chị bạn. Phía sau nhà mình là sản xuất nha, xưởng sản xuất nha. Nên nhà mình cực kỳ thoáng luôn nha cô chú anh chị. Rất thoáng luôn ha. Đó, phía sau mình là sở sản xuất nhang. Nên nhà mình cực kỳ thoáng luôn. Còn đây là sân thượng đúc của mình nè. Cũng nóng máy lạnh, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Phía trước máy ngói, ở giữa này đúc. Ha, ở trên đây đúc nha, máy đúc nha cô chú anh chị bạn. Bồn nước, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Có cửa đi lên nè. Đây có cái khung sắt bảo vệ để mình đi lên nè ha, làm khung sắt bảo vệ hết rồi, rất an toàn luôn nha, an ninh ha. Ở phía sau là cái kho, là cái chỗ sản xuất, nên nhà mình cực kỳ thoáng luôn nha. Ở đây mình nếu mình cần làm phòng cũng được luôn ha.
Một căn nhà quá ok luôn cô chú anh chị. Rồi, anh nóng giùm em cái này. Rồi, đây là tầng 3 ha. Ở trên là máy đúc nha cô chú anh chị. Ở trên là máy đúc, có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, bồn nước ở trên ha. Ở phía trước này làm phòng thờ, nếu mình không làm phòng thờ thì mình làm phòng ở cũng được ha. Hiện tại có 4 phòng, 5 phòng rồi. Sân thượng phía trước cũng rộng rãi lắm nè. Có mái che. Mái che này là quay xuống nha, quay mấy cái bạc quay xuống nha. Cửa thì cửa sắt, cửa sổ cũng làm cửa sắt, có song sắt bảo vệ luôn rồi nha. Hẻm trước nhà là hẻm 5 mét đó cô chú anh chị. Hướng nam nha, là sân đông một ít thôi.